đấu Philippines ngày mùng 6 tháng 6 tại Mỹ Đình, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận liên tiếp tin vui từ trụ cột. Vòng 19 V-League 2023-2024 đã chứng kiến một loạt các trận đấu hấp dẫn, nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến chiến thắng của câu lạc bộ Bình Dương trước đội Đường Kim vô địch. Trong trận đấu này, các cầu thủ Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik, người có mặt trên sân Bình Dương để trực tiếp theo dõi phong độ của các tuyển thủ. Nguyễn Tiến Linh, chân sút sinh năm 1997, tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi bàn vào lưới đội Công an Hà Nội, nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 7, ngang bằng với Quang Hải, trở thành chân sút nội tốt nhất V-League tính đến thời điểm hiện tại. Tiến Linh không chỉ là một trong những trụ cột của Bình Dương mà còn là niềm hy vọng lớn cho đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn ấn tượng của anh chắc chắn đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang tìm kiếm những nhân tố chủ chốt cho trận đấu sắp tới với Philippines. Bên cạnh Tiến Linh, cầu thủ trẻ Bùi Vĩ Hào cũng đã tỏa sáng. Sinh năm 2003, Vĩ Hào đã thể hiện bản lĩnh và khả năng săn bàn tuyệt vời. Trong trận đấu với Công an Hà Nội, anh không chỉ góp công lớn trong chiến thắng mà còn cho thấy tiềm năng trở thành một ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Khả năng hoạt động độc lập, những pha leo biên đầy tốc độ và sự sắc bén trong dứt điểm đã khiến Vĩ Hào trở thành một trong những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất hiện nay. Cũng trong ngày huấn luyện viên Kim Sang Sích có mặt tại sân Bình Dương, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa tiếp tục ghi điểm. Cầu thủ này đã thi đấu xuất sắc không chỉ trong khâu phòng ngự mà còn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống tấn công. Minh Khoa với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và sự mạnh mẽ trong các pha tranh chấp đã trở thành một nhân tố quan trọng của Bình Dương và được kỳ vọng sẽ góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu quan trọng sắp tới. Không chỉ có Bình Dương, Hà Nội FC cũng đã có một vòng đấu đáng nhớ khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai để chặn đứng chuỗi trận bất bại của đối thủ, Tuấn Hải, người ghi bàn quyết định trong trận đấu này, đã trải qua một trận đấu đầy thách thức. Anh bị theo kèm chặt và nhận nhiều pha va chạm mạnh từ đối phương, thậm chí có lúc anh phải rời sân trong vài phút do chấn thương và bước chạy tập tễnh. Tuy nhiên, tối 18 tháng 5, Tuấn Hải tiết lộ rằng chấn thương của anh không có gì quá đáng ngại và anh có thể trở lại sau một thời gian ngắn. Anh chia sẻ: "Chấn thương của em thì vẫn là những vết chấn thương cũ ở hai cổ chân." trong một vài ngày tới thì em nghĩ mình có thể trở lại trước trận đấu gặp Thanh Hóa. Tuấn Hải cũng bày tỏ về động lực thi đấu khi đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên mới là ông Kim Sang Sích như sau. Cá nhân em luôn có mục tiêu ra sân thi đấu hết mình cho câu lạc bộ và mình thể hiện những khả năng của mình. Nếu giữ phong độ như hiện tại, Tuấn Hải nhiều khả năng sẽ có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới với Philippines. Trước đó, anh đã phải vắng mặt đáng tiếc trong hai trận đấu với đội tuyển Indonesia do bị chấn thương sau pha vào bóng ác ý của Tăng Tiến khiến anh phải nghỉ thi đấu một tháng. Ở mùa giải năm nay, Tuấn Hải đã có được 6 bàn thắng tại Village, trở thành chân sút nội tốt thứ hai sau Quang Hải và Tiến Linh. Sự trở lại mạnh mẽ của Tuấn Hải không chỉ mang lại niềm vui cho câu lạc bộ Hà Nội mà còn là tin vui cho huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang tìm kiếm những lựa chọn tối ưu cho đội hình đội tuyển quốc gia. Với những màn trình diễn ấn tượng của các trụ cột như Tiến Linh, Tuấn Hải, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể hoàn toàn tự tin vào khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Philippines vào ngày mùng 6 tháng 6 tại Mỹ Đình. Sự có mặt của các cầu thủ trẻ và tài năng không chỉ mang lại sự tươi mới mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ cho toàn đội. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào một trận đấu bùng nổ và đầy kịch tính sắp tới. Gian nan bài toán xây dựng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Dù đã nhậm chức được 2 tuần, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn chưa thể kiện toàn ban huấn luyện để cùng nhau xử lý khối lượng công việc đồ sộ tại đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Trong bản hợp đồng đã ký với VFF, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có sự hỗ trợ của 3 trợ lý đồng hương cùng 9 trợ lý người Việt. Đây là con số tương đối lớn bởi khối lượng công việc khổng lồ ở cả đội tuyển quốc gia và U23 mà huấn luyện viên Kim Sang Sik phải đảm nhận trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Thế nhưng, khi bước sang tuần làm việc thứ hai tại Việt Nam, công cuộc xây dựng ban huấn luyện của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn rất nan giải. Tới ngày 16 tháng 5, VFF mới hoàn tất 2 phần 3 bản hợp đồng với những trợ lý người Hàn Quốc là trợ lý Choi Won-kwon và chuyên gia thể lực Sang Guk-an. Đây đều là những cái tên đích thân huấn luyện viên Kim Sang Sik đề xuất và nhận được sự ủng hộ của VFF. Trên thực tế, cả hai cũng đã bắt tay thực hiện công việc của mình trước khi hoàn tất hợp đồng. Điều đó phần nào cho thấy sự khẩn trương của ban huấn luyện cũng như niềm tin tuyệt đối các bên dành cho nhau. Thời gian tới, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn cần thêm một trợ lý người Hàn nữa để hoàn thiện ekip đồng hương của mình. Người này cũng sẽ phải đảm bảo những yêu cầu của vị chiến lược gia 47 tuổi như trẻ trung, giàu khát khao và quyết liệt trong công việc. Tuy nhiên, đó chưa phải nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Kim Sang Sik ở thời điểm hiện tại. Việc chưa thể ổn định đội ngũ trợ lý người Việt sẽ thực sự là vấn đề lớn với vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong thời gian tới đây. Hiện tại mới chỉ có hai cái tên là huấn luyện viên Lưu Danh Minh và huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung nhận lời lên làm việc cùng đội tuyển Việt Nam. Trợ lý Lê Đức Tuấn của Hà Nội FC dù đã nhận được lời mời và cũng sẵn lòng lên làm việc nhưng vướng mắc từ phía câu lạc bộ cũng khiến ông chưa thể trả lời chắc chắn về việc lên tuyển làm việc hay không. Trong thời gian qua, dù VFF đã rất nỗ lực làm việc nhưng đã có không ít cái tên rút lui khi được đề cử cho một vị trí trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đáp ứng đủ mọi tiêu chí của huấn luyện viên Kim Sang Sích đã từ chối lên làm việc để tập trung cho việc học. Những cái tên trong dàn trợ lý cũ của huấn luyện viên Chu Diê như Việt Thắng hay Phước Tứ cũng xin rút lui vì những lý do khác nhau. Những cái tên như Thành Lương, Văn Quyến cũng được nhắc tới cho một vị trí trợ lý nhưng chỉ dừng lại ở mức tin đồn hay được ai đó đề cử. Trong khi đó, dường như huấn luyện viên Kim Sang-sik không muốn sử dụng lại dàn trợ lý cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo, cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors, muốn xây dựng đội ngũ trợ lý của riêng mình thay vì có những sự liên quan tới những người tiền nhiệm. Điều đó buộc VFF phải tiếp xúc và làm việc với những cái tên mới để mời họ lên làm việc cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ngoài những trợ lý Hàn Quốc được ký hợp đồng dài hạn cùng những chế độ riêng biệt, các trợ lý người Việt thường chỉ lên làm việc với những bản hợp đồng mang tính thời vụ. Vì thế, trong bối cảnh Village đang bước vào giai đoạn căng thẳng, không nhiều người có thể bỏ giờ công việc tại câu lạc bộ. Chỉ còn 2 tuần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại cho trận đấu gặp Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Thực tế, trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa khi chúng ta gần như không còn cơ hội đua tranh tấm vé vào vòng loại thứ ba. Nhưng với tính chất của một trận đấu ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm như món quà dành tặng người hâm mộ. Để làm được điều đó, một trong những công việc cấp thiết mà ông thầy người Hàn Quốc phải làm chính là hoàn thiện đội ngũ ban huấn luyện càng sớm càng tốt. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thay thế Nguyễn Philip ở đội tuyển Việt Nam. Với màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua khi khoác áo câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai, cùng với việc thủ môn Việt kiều Nguyễn Philip liên tục mắc lỗi, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang mở ra cho mình nhiều cơ hội mới. Sau khoảng thời gian dài chỉ làm bạn với băng ghế dự bị, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn khi gia nhập LPBank Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Công An Hà Nội thủ thành sinh năm 1997 không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp với đội bóng mới. Sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng đã góp công không nhỏ vào hành trình đưa Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng ở mùa giải năm nay. Cùng với mạch trận thăng hoa của đội bóng phố núi, thủ thành gốc Thanh Hóa cũng tạo được dấu ấn cho riêng mình. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn cứu thua ấn tượng của Bùi Tiến Dũng trên chấm phạt đền trong trận đấu đón tiếp Nam Định trên sân Pleiku. Đối diện trước ngoại binh Lucas Alves, Dũng Gol đã đoán đúng hướng và cản phá thành công cú đặt lòng của đối phương và cứu thua không khác gì một bàn thắng của Bùi Tiến Dũng đã chuyển động lực để các đồng đội Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tập trung và quyết tâm hơn, qua đó giữ được một điểm quý giá trước đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đến trận đối đầu với đội bóng cũ Hà Nội FC ở vòng 19 V-League 2023-2024, Bùi Tiến Dũng để thủng lưới 6 bàn và có 3 trận giữ sạch, một con số thống kê ấn tượng. Nếu tiếp tục giữ được phong độ như hiện tại, thủ thành quốc dân một thời hứa hẹn sẽ nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng lớn nơi chắc chắn sẽ trao cho anh một suất bắt chính. Không những vậy, cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia cũng được đánh giá là rộng mở với người hùng Thường Châu. Trong thời gian qua, không dưới một lần huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiến cử Bùi Tiến Dũng cho huấn luyện viên Kim Sang Sích, thuyền trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đánh giá cao sự trở lại của cậu học trò và tự tin về việc Dũng Gôn xứng đáng được trao cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng bày tỏ: "Tôi nghĩ Bùi Tiến Dũng với những gì đã thể hiện trong những trận đấu vừa qua của Hoàng Anh Gia Lai thì tôi nghĩ bạn ấy xứng đáng có một suất trên đội tuyển. Dũng là một cầu thủ điềm đạm chắc chắn, trong suốt 9 trận đấu, chúng tôi chỉ để lọt lưới 5 bàn nên tôi nghĩ đó là một thủ môn tài năng xứng đáng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam. Với bản thân Bùi Tiến Dũng, thủ thành sinh năm 1997 tỏ ra khiêm tốn hơn khi nhắc về việc trở lại đội tuyển quốc gia. Anh nói, "Điều này phụ thuộc vào huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Việc của tôi vẫn là tập trung vào các trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ và giúp câu lạc bộ của mình hoàn thành được mục tiêu. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng." Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang ở tình cảnh khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Do đó chúng tôi phải làm tốt từng trận đấu, từng buổi tập và hoàn thành mục tiêu trước mắt. Hiện tại ở V-League 2023-2024, Bùi Tiến Dũng đang là một trong những thủ thành có phong độ thi đấu ổn định nhất. Những thống kê của anh thậm chí còn ấn tượng hơn những thủ môn của đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Philip của câu lạc bộ Công an Hà Nội hay Đặng Văn Lâm của câu lạc bộ Nam Định. Trong 8 trận gần nhất, Nguyễn Philip để lọt lưới đến 13 bàn, hai lần giữ sạch lưới, trong khi đó Đặng Văn Lâm để thua 6 bàn và giữ sạch lưới 3 trong 7 trận đấu gần nhất được ra sân. Thậm chí hai trận gần nhất, Nguyễn Philip, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam còn mắc phải hai sai lầm sơ đẳng dẫn đến những bàn thua đáng trách mà khiến anh mất điểm trầm trọng trong mắt huấn luyện viên Kim Sang Sik để lựa ra nhân tố phù hợp cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, không loại trừ khả năng huấn luyện viên Kim Sang Sik trao cơ hội cho những cái tên để lại dấu ấn nổi trội và trường hợp của Bùi Tiến Dũng là một ví dụ Dũng Gôn vốn đã tạo nên tên tuổi khi khoác áo U23 Việt Nam chinh chiến tại giải châu Á năm 2018. Tuy nhiên ở những năm gần đây, thủ thành sinh năm 1997 không còn được trao nhiều cơ hội trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hy vọng rằng màn trình diễn ấn tượng của Bùi Tiến Dũng sẽ lọt vào mắt xanh tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và cơ hội mới sẽ mở ra với anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam.